Đây là chữ, ở đây là chữ ai? Thấy chưa? Con hỏi ba giải thích cho. Dạ. Chữ ai là bao gồm này, chữ ai thường là có cái dấu chấm ở trên này đúng không? Còn chữ ai hoa có hai gạch hai đầu đúng không? Chữ ai phải có hai gạch trên đầu này này. Con nhìn đây, đây chữ ai có hai gạch trên đầu đây. Đúng chưa? Đấy phải số 1 mà tên chữ gặp này cộng dấu chấm trên đầu nó là chữ A, chữ ai? Không, vì mình đang nói cái chữ kia thì không nói số 1 ở đây. Nhá, có đúng là chữ A này có ai trên đầu không? Có, nhưng ai này, 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 chữ ai là phải có hai cái trên đầu này nè, đây nè, hai cái trên đầu. Đây, đây là cái thiếu đấy. Không phải là thiếu. Đây, con nhìn đây, ai là có hai cái trên đầu này. Chị là người ta chưa viết thôi. Là người ta chưa kịp viết đúng không? Đúng. Còn lại là cái chữ eo ấy. Nhìn này. Đây là chữ eo đúng không? Eo hoa. Con nhìn này, còn chữ eo ấy. Chữ eo viết hoa là cái ngay này đúng không? Là có chân này đúng không? Còn chữ eo viết thường là chỉ có cái gạch thẳng này đúng không? Đây là chữ eo. Được chưa? Ừ. Ok chưa? Thế đây là chữ eo, đây là chữ ai? Eo. Đây là chữ eo, chữ ai? Ai nhá. Thế đây là hai chữ eo đây, hay là hai chữ ai? Chữ eo là ai? Hai chữ eo. Không phải, đây là sai. Đây là hai chữ eo. Đây là gì? Không nói đây nữa nào. Thế đây là chữ eo, đây là chữ ai? Thầy. Không, đây là chị eo chị ai đây. Cái gạch này cơ mà. Ừ, đây là cái eo. Ai chị ai có hai cái trên đầu đấy cơ mà. Nhưng ai đây nó đâu? Không đúng. Không đúng. Chị ai có gạch hai cái trên đầu cơ mà. Nhưng cái này. Cái này là sai. Cái này là đúng. Cái này là đúng rồi. Người ta biết thiếu đấy. Ba là đúng. Không, ba là sai, ba là đúng. Con gọi cả sinh viên ra đây.